mù gió cuốn vó ngựa phi giáo hương khua vang trời. Một người khóc sầu sống lầm than đời bế dâu kiếp cơ hàn. Cùng anh vì nước hát nề chi chi trai dâng cho đời bằng nghề sang mừng tiếng hò reo dáng người chân trời mới. Non sông còn lưu dấu mãi muôn đời đại trương phu, dù cho bao tháng ngày trôi qua với bao cuộc bể dâu. Hồng anh quyết lòng cùng nhau sống pha dù hy sinh, xứ xanh còn ghi khắc xứng danh anh hùng chiến cuộc, chính dũng chiến đức phục người, ứng với trời được lòng dân. Tập 14 Hội ngộ cổ thành. Hoàng tướng quân xin mời. Dạ hoàng tướng quân xin mời. Thiện hỷ, ngươi muốn giết ta hay sao? Không nên! Cảm ơn phương trượng đã cứu mạng. Nơi này không thể ở lâu, tốt nhất nên nhanh chóng rời khỏi. Lão nạp đây cũng phải ra ngoài dân du tứ phương. Dạ, xin chào phương trượng. Phương trượng hãy bảo trọng. Huỳnh Dương Hoàng Thái Thú Dương Thực, không biết hoàng tướng quân đường xa tới tận đây nên không kịp nghênh tiếp, xin thứ lỗi. Trên đường hộ tống tẩu tẩu đi gặp huynh trưởng, đi ngang qua Huỳnh Dương Hoàng, mong được cho qua. Hoàng tướng quân và phu nhân đã đi đoạn đường xa vất vả, xin mời nán lại để nghỉ ngơi. Sáng mai tiếp tục lên đường vẫn không muộn. Hạ quan đã cho chuẩn bị một bữa tiệc rượu cho tướng quân, xin mời hãy tới dự. Đa tạ ý tốt của ngài, chúng tôi đi nhiều ngày hiện giờ đã mệt, mong ngài có thể để cho tẩu tẩu ta được nghỉ ngơi sớm.
miễn cưỡng chi bằng tuân mệnh. Hoàng tướng quân xin mời. Hãy mau lên. Vừa qua canh hai, rồi hãy lập tức cho thuộc hạ phóng hỏa. Ngươi có biết phòng của quan tướng quân ở đâu không vậy? Bên đó. Ồ, tướng quân vẫn còn chưa ngủ. Kẻ nào ở bên ngoài? Dạ thưa tướng quân, tôi là Hồ Bang, thuộc hạ của quan thái thú đây ạ. Vào đi. Đã khuya rồi, ngài tới tìm ta có việc gì? Thưa, tôi phụng mệnh tuần tra, thấy có đèn chưa tắt nên mới tới xem thử. Làm phiền tướng quân, thứ lỗi, xin tướng quân thứ lỗi. Đã quấy nhiễu ngài, ta thật áy náy. Nhưng có ta ở đây, vậy không cần phải phiền tới ngài. Hồ Bang, ngài làm sao vậy? Xin tướng quân hãy thứ tội. Tại sao lại thứ tội? Dương Thái Thú là thông gia của Hàn Phúc, ông ấy đã hạ lệnh cho tiểu nhân vào canh hai đêm nay phóng hỏa dịch quán, thiêu chết quan tướng quân để báo thù cho Hàn Phúc. Cửa nam là do tiểu nhân coi, vậy bây giờ tiểu nhân sẽ đi mở cửa. Quan tướng quân, ngài hãy nhanh chóng rời khỏi nơi này đi. Còn ngài sẽ tính sao? Sau khi tướng quân đi, tiểu nhân cho phóng hỏa, mọi thứ cháy hết, Thái Thú sẽ không thể nào biết được đâu. Đa tạ Hồ Bang tướng quân, đại ơn này ngày sau sẽ báo đáp. Đứng lại đó. Nhanh lên. Tên lão tập quan vũ, mau đứng lại cho ta. Dương Thực, thật lòng là ta không có ý muốn giết ngươi. Ta lại muốn giết ngươi. Tẩu tẩu, đã tới sông Hoàng Hà rồi. Chị không hả? Tốt quá. Đứng lại. Ngươi có phải là Quan Vũ không hả? Chính là ta đây. Tại sao những ngươi lại tới đây? Chuẩn bị qua sông Hoàng Hà đi gặp huynh trưởng Lưu Bị của ta. Lẽ nào ngươi lại quên ân tri ngộ của thừa tướng đối với ngươi hay sao hả? Ta nói cho ngươi biết, cho dù hôm nay ngươi có mọc thêm đôi cánh thì nhà ngươi cũng không qua nổi sông Hoàng Hà này. Hãy suy nghĩ cho kỹ, ngươi có thể mạnh hơn Nhan Lương và Văn Xú không? Ngươi cũng nên biết rằng nếu như cản ta thì ngươi sẽ gặp hậu quả như thế nào. Đó chỉ là do ngươi may mắn mà thôi. Đáng tiếc hôm nay ngươi đã gặp phải Tần Kỳ này. Đó là do Tần Kỳ muốn chết. Các ngươi không cần phải hoảng sợ. Các ngươi hãy mau chuẩn bị thuyền để đưa ta qua sông. Quan tướng quân. Tôn Càn. Quan tướng quân, hiện giờ Hoàng Thúc đã di chuyển tới Nhữ Nam rồi. Quan Vũ khoan đi đã. Thừa tướng đã ân chuẩn cho ta ra đi, ngươi còn đuổi theo ta làm gì hả? Ngươi ra tay giết người suốt đường đi, bởi vậy mà không tin thừa tướng hiện bây giờ đã ngoảnh mặt làm ngơ với ngươi rồi. Hãy tới đây. Dừng tay. Tướng có lệnh, không ai được cản đường Quan Vũ. Đây là công văn thông hành do chính tay thừa tướng đóng ấn. Quan tướng quân, hãy thay ta đa tạ thừa tướng, cáo từ. Hoàng tướng quân. Hoàng tướng quân.
Quan tướng quân, tại hạ là Trại Nghĩa Ngưu Đồng Sơn Chu Thương, nghe danh tướng quân anh hùng cái thế, nay muốn theo hầu tướng quân, nguyện đi theo tướng quân, xin được làm kẻ dắt ngựa khiêng đao, cầu xin tướng quân nhất định phải thu nhận tại hạ. Không được, không được, ta hiện đang trên đường đi tìm huynh trưởng nên không thể nhận ngươi được. Tướng quân à, hãy đưa đao cho thuộc hạ đi. Tướng quân, nếu như Chu Thương thành tâm như vậy, theo như ta thấy, chi bằng ngài hãy vui lòng thu nhận hắn. Dạ. Đây, cầm lấy đi. Tướng quân, lính gác tới báo. Hả? Có một đoàn xe đưa dâu đi ngang qua đây, nghe nói trên xe có rất nhiều châu báu. Ngươi đừng quên, ta là tiểu đệ của Lưu Hoàng Thúc, làm sao có thể là một tên thổ phỉ được. Nghe nói Tân Nương là cháu gái của Hạ Hầu Nguyên, mà họ Hầu không phải là thân thích của Tào Tặc hay sao tướng quân? Có thật không? Đã bao giờ nô tài nói dối tướng quân hay chưa? Gia hãy nhìn phía trước kìa. Có gì đâu mà phải run sợ vậy chứ. Hạ Hầu.